Đại Bát Niết Bàn, quyển 6, phẩm Tánh Như Lai, phẩm thứ 4, phần 3. Phật dạy: Thiện nam tử, theo kinh Đại Niết Bàn Vi Diệu này, có 4.000 người có thể ủng hộ chánh pháp, kiến lập chánh pháp, nghĩ tưởng đến chánh pháp, có thể thương xót và làm lợi ích nhiều cho thế gian, là chỗ nương theo cho thế gian, làm cho loài người và chư thiên đều được yên vui. 4.000 người ấy là những ai? Thứ nhất là những người ra đời có đủ tánh phiền não. Thứ nhì là các vị Tu Đà Hoàng và Tư Đà Hàm. Thứ ba là các vị A Na Hàm. Thứ tư là các vị A La Hán. 4.000 người này xuất hiện ở đời, có thể thương xót và làm lợi ích nhiều cho thế gian, là chỗ nương theo cho thế gian, làm cho loài người và chư thiên đều được yên vui. Sao gọi là có đủ tánh phiền não? Như người có thể dân giữ giới cấm, đầy đủ các oai nghi, kiến lập chánh pháp, theo Phật nghe pháp, hiểu được nghĩa lý, rồi phân biệt giảng rộng với người khác. Chẳng hạn như nói rằng, ít ham muốn là hợp đạo, nhiều ham muốn là trái đạo. Giảng rộng 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân như vậy, đối với kẻ phạm tội, liền dạy họ phát lộ sám hối để diệt trừ tội lỗi, hiểu rành những phép phương tiện và sở hành bí mật của Bồ Tát. Gọi là phàm phu thì chẳng phải là người có đủ 8 điều giác ngộ. Người có đủ 8 điều giác ngộ thì chẳng gọi là phàm phu, gọi là Bồ Tát, chẳng gọi là Phật. Hạng người thứ nhì là các vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm. Các vị này nếu được chánh pháp, thọ trì chánh pháp, theo Phật nghe pháp, liền y như chỗ đã nghe mà ghi chép, thọ trì, đọc tụng, đem giảng giải với người khác. Như với các vị này mà bảo rằng nghe pháp rồi chẳng ghi chép, chẳng thọ trì, chẳng đem giảng giải cho người khác, lại nói rằng Phật cho phép chứa trữ nô tỳ, những vật bất tịnh đều là chuyện vô lý. Như vậy là hạng người thứ nhì. Các vị này chưa được như hạng người thứ ba. Được như hạng người thứ ba gọi là Bồ Tát đã được thọ ký. Hạng người thứ ba là các vị A Na Hàm. Nếu bảo rằng các vị A Na Hàm phỉ báng chánh pháp, như nói Như Lai cho phép chứa trữ nô tỳ, tôi tớ, những vật bất tịnh, hoặc nói các vị thọ trì kinh điển, sách luận ngoại đạo, hoặc nói các vị bị các phiền não khách trần ngăn trở, bị các phiền não từ trước che lấp, hoặc nói các vị giấu giếm xá lị chân thật của Như Lai, hoặc nói các vị bị các bệnh ở ngoài gây não hại, hoặc bị rắn độc bốn đại xâm tổn, hoặc nói các vị theo luận thuyết chấp ngã, đều là những việc vô lý. Nếu bảo rằng các vị A Na Hàm giảng thuyết pháp vô ngã, đó là việc có lý. Nếu bảo rằng các vị giảng lẽ chấp trước theo pháp thế gian, đó là việc vô lý. Nếu bảo các vị giảng pháp đại thừa tiếp nối chẳng dứt, đó là việc có lý. Nếu bảo rằng các vị A Na Hàm có cái thân chứa 8 dạng loại trùng, đó cũng là việc vô lý. Nếu bảo rằng các vị đã vĩnh viễn xa lìa sự dâm dục, cho đến trong giấc mộng cũng không phạm việc bất tịnh, đó là việc có lý. Nếu bảo rằng các vị A Na Hàm đến ngày lâm chung sanh lòng sợ sệt, đó cũng là việc vô lý. Vậy A Na Hàm có nghĩa là gì? Như trước đây ta có nói, bậc A Na Hàm chẳng còn phải trở lại thế gian này.
những lỗi lầm tai hại từ trước chẳng còn có thể nhiễm ô. Nếu vị ấy còn tới lui ở cõi thế gian này, đó gọi là Bồ Tát đã được thọ ký, chẳng bao lâu sẽ được thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là hạng người thứ ba. Hạng người thứ tư gọi là A-La-Hán. Vị A-La-Hán là người đã dứt hết phiền não, đã trút bỏ gánh nặng, đã được sự lợi ích cho mình, đã làm xong việc phải làm, trụ ở địa vị thứ 10. Bậc ấy được trí tự tại, tùy theo sự ưa thích của chúng sanh, có thể thị hiện ra mọi thứ hình sắc, ảnh tượng. Như chỗ trang nghiêm của vị này, nếu muốn thành Phật đạo, liền có đủ khả năng để thành, có thể thành tựu vô lượng công đức như vậy, nên gọi là A-La-Hán. Đó gọi là bốn hạng người xuất hiện ở đời, có thể thương xót và làm lợi ích nhiều cho thế gian, là chỗ nương cậy cho thế gian, làm cho loài người và chư thiên đều được yên vui. Các vị này đều là bậc tối tôn tối thắng trong cõi trời người, không khác gì Đức Như Lai. Gọi là bậc cao trỗi trong loài người, tức là chỗ quay về nương theo của cả nhân loại và chư thiên. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nay con chẳng nương theo bốn hạng người ấy. Vì sao vậy? Như trong kinh Cồ Sư La, Phật dạy ông Cồ Sư La rằng, như có thiên ma hay phạm thiên, vì muốn phá hoại nên biến ra hình Phật có đủ 32 tướng tốt trang nghiêm, 80 vẻ đẹp, hào quang chiếu quanh một tầm, khuôn mặt tròn đầy như trăng rằm sáng rỡ, có lông trắng ở khoảng giữa hai chân mày màu trắng như ngọc, như tuyết. Nếu có người hình thể trang nghiêm như vậy đi đến chỗ ông, thì ông nên xem xét kỹ là thật hay là giả. Khi biết rõ là ma giả dạng rồi, thì nên hàng phục nó. Thế Tôn, bọn ma ấy có thể hóa làm thân Phật được, huống chi là các thân như A-La-Hán, A-Na-Hàm của bốn hạng người trên, hoặc những việc như nằm ngồi giữa không trung, hông trái phun nước, hông phải phun lửa, thân thể tuôn ra khói lửa như một đám lửa. Vì nhân duyên ấy, với những hạng người này con chẳng sanh lòng tin, hoặc như có thuyết giảng điều chi, con cũng không thể nhìn nhận, cũng không sanh tâm cung kính mà nương theo họ. Phật dạy: Thiện nam tử, đối với những điều chính ta giảng thuyết, nếu có lòng nghi còn chẳng nên nhận, huống chi là với những hạng người ấy. Cho nên phải khéo phân biệt biết rõ là điều lành hay dữ, nên làm hay chẳng nên làm. Nếu được như vậy thì sẽ được thọ hưởng sự yên vui lâu dài. Thiện nam tử, ví như con chó hoang ban đêm vào nhà người ta, kẻ tôi tớ nhà ấy nếu hay biết được liền đuổi mắng rằng: mày mau đi khỏi đây, nếu mày chẳng đi ngay tao sẽ giết mày. Chó hoang nghe vậy liền bỏ đi, không dám trở lại. Từ nay trở đi, các ông cũng nên làm như vậy để hàng phục ma 3 tuần. Nên nói như thế này: 3 tuần nay ông không nên biến ra hình tượng như vậy. Nếu ông còn cố ý hóa hiện như vậy nữa, ta sẽ dùng 5 sợi dây mà trói buộc ông. Ma nghe lời ấy ắt sẽ ra đi, cũng như con chó hoang kia không còn dám trở lại. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có dạy trưởng giả Cồ Sư La rằng, nếu ông có thể dùng cách ấy mà hàng phục ma, thì cũng có thể đến gần Đại Niết Bàn. Như Lai cần chi phải nói rằng, bốn hạng người ấy là chỗ quay về nương theo. Bốn hạng người như vậy, có giảng thuyết điều chi, chưa chắc đã là đáng tin. Phật dạy Ca Diếp: Thiện nam tử, ngay như những điều ta thuyết dạy cũng là như vậy, chẳng ra ngoài lẽ ấy. Thiện nam tử, ta vì hàng thanh văn mắt thịt mà nói việc hàng phục chúng ma, không phải vì những người tu học đại thừa mà nói. Hàng thanh văn dẫu có thiên nhãn cũng gọi là mắt thịt. Người tu học đại thừa tuy mang mắt thịt nhưng gọi là Phật nhãn. Vì sao vậy? Kinh Đại Thừa này gọi là Phật Thừa, cao quý hơn hết, vượt trội hơn hết. Thiện nam tử, ví như có người mạnh mẽ, oai dũng, những kẻ yếu đuối nhút nhát thường đến nương tựa người ấy. Người mạnh mẽ ấy thường dạy những kẻ yếu đuối nhút nhát rằng, các ông nên cầm cung tên như thế này, luyện tập múa giáo, móc câu,
quăng dây trói như thế này. Rồi lại dạy rằng, trong việc chiến đấu, tuy như đi trên mũi nhọn cũng không được sợ sệt. Hãy nhìn người khác với ý tưởng coi khinh là yếu ớt, tự mình nên có tư tưởng là người mạnh mẽ. Như gặp người vốn không can đảm dũng mãnh, nhưng giả làm bộ dạng mạnh mẽ, cầm cung sách đao cùng mọi thứ khí giới, bước ra giữa trận lớn tiếng quát thét, đối với người ấy đừng sanh lòng sợ sệt. Hạng người như vậy, nếu thấy ông chẳng khiếp sợ, nên biết rằng chẳng bao lâu họ sẽ tự tan rã bại hoại, cũng như con chó hoang kia vậy. Thiện nam tử, Như Lai cũng vậy, thường dạy các vị thanh văn rằng, các ông chớ nên sợ ma ba tuần. Nếu ma ba tuần hóa làm thân Phật và đi đến chỗ các ông nên tinh cần giữ tâm vững chãi, hàng phục ma ấy. Khi ấy ma sẽ phải lo sầu chẳng vui, theo đường cũ mà rút lui. Thiện nam tử, như người dũng mạnh kia, chẳng chịu bắt chước theo kẻ khác. Người tu học đại thừa cũng thế, khi nghe được đủ các kinh điển sâu xa bí mật, trong lòng lấy làm vui sướng, chẳng hề kinh sợ. Vì sao vậy? Vì người tu học đại thừa như vậy vốn đã từng cúng dường, cung kính, lễ bái vô số Đức Phật trong quá khứ. Dẫu có vô số ma muốn đến quấy rối, phá hoại, thì đối với việc ấy, người cũng chẳng hề kinh sợ. Thiện nam tử, ví như con người được món thuốc A Kiệt Đà, chẳng còn sợ bất cứ loại rắn độc nào. Loại thuốc này có thể giải trừ tất cả các loại chất độc. Kinh Đại Thừa này cũng như vậy, có công năng như loại thuốc kia, không sợ tất cả các thứ độc hại của chúng ma, lại còn có thể hàng phục, khiến cho không còn dấy lên được nữa. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có một con rồng tánh hay ganh ghét, xấu xa. Khi muốn hại người thì lấy mắt mà nhìn, hoặc dùng miệng mà phun. Cho nên tất cả những giống sư tử, cọp, beo, sói, chó đều sợ sệt. Các loài thú dữ ấy, hoặc nghe tiếng nó, hoặc nhìn thấy nó, hoặc đụng chạm với nó, đều phải mất mạng. Nhưng có một người giỏi về chú thuật, có thể dùng sức của thần chú mà làm cho các loài rồng độc, chim kim sí cùng với voi dữ, sư tử, cọp, beo, sói thảy đều trở nên hiền hòa, dùng để cưỡi hoặc kéo xe. Những loài thú ấy thấy người giỏi về chú thuật kia liền chịu khuất phục. Hàng thanh văn duyên giác cũng thế, nhìn thấy ma ba tuần thì thảy đều khiếp sợ, còn ma ba tuần lại chẳng hề sợ sệt, cứ làm việc của ma. Người tu học đại thừa lại cũng như người giỏi chú thuật kia, thấy hàng thanh văn khiếp sợ những việc của ma, đối với đại thừa chẳng đem lòng tin tưởng, ưa thích, nên trước dùng phương tiện hàng phục chúng ma, khiến cho trở nên hiền hòa, có thể cưỡi được, rồi nhân đó mới giảng rộng đủ các môn diệu pháp. Hàng thanh văn duyên giác thấy người điều phục chúng ma rồi, không còn sợ sệt, đối với chánh pháp vô thượng đại thừa mới sanh lòng tin tưởng, ưa thích mà nói rằng, chúng ta từ nay đối với chánh pháp này không nên ngăn trở nữa. Lại nữa, thiện nam tử, hàng thanh văn duyên giác đối với phiền não sanh lòng sợ sệt, những người tu học đại thừa thảy đều không khiếp sợ. Người tu học đại thừa có sức mạnh như vậy, vì nhân duyên này nên những điều ta thuyết dạy trước đây là vì muốn cho hàng thanh văn duyên giác điều phục các ma, chẳng phải vì hàng đại thừa mà nói. Kinh điển Đại Niết Bàn vi diệu này không thể tiêu mất, không thể thua kém, rất kỳ diệu và đặc biệt. Nếu có người nghe được kinh điển này rồi sanh lòng tin tưởng, thọ trì, có thể tin rằng Như Lai là pháp thường trụ, đó là người rất ít có, ví như hoa ưu đàm. Sau khi ta nhập Niết Bàn, nếu như có người được nghe kinh điển Đại Thừa vi diệu như thế này, rồi đem lòng tin tưởng kính trọng, nên biết rằng những người ấy trong đời vị lai cho đến trăm nghìn ức kiếp chẳng rơi vào các nẻo dữ. Bây giờ Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp rằng, thiện nam tử, sau khi ta nhập Niết Bàn, sẽ có trăm ngàn vô lượng chúng sanh phỉ báng và chẳng tin vào kinh điển Đại Niết Bàn vi diệu này. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, sau khi Phật nhập Niết Bàn bao lâu thì những chúng sanh ấy sẽ phỉ báng kinh này?
lại có những chúng sanh thuần thiện nào có thể cứu vớt những kẻ phỉ báng giáo pháp? Phật bảo Ca Diếp: Thiện nam tử, ta nhập Niết Bàn rồi, trong 40 năm, kinh Đại Thừa này sẽ được truyền bá rộng rãi trong cõi Diêm Phù Đề, nhưng sau đó lại đành mai một. Thiện nam tử, ví như các loại mía đường, nếp hương, đường phèn, sữa, bơ sữa, đề hồ, tùy theo mỗi xứ mà người dân đều chọn một món trong đó cho là ngon nhất. Lại có những người chỉ ăn toàn cháo kê, những người ấy cũng nói rằng món mà chúng tôi ăn là ngon nhất. Ấy là những người ít phước nên phải chịu nghiệp báo. Nếu là người có phước thì tai chẳng hề nghe đến cháo kê, chỉ ăn toàn các loại gạo ngon, mía ngọt, đường phèn, đề hồ. Kinh điển Đại Niết Bàn Di Diệu này cũng thế. Những kẻ căn cơ đần độn, ít phước chẳng hề thích nghe, cũng như những kẻ ít phước kia không ưa các loại gạo ngon, đường phèn. Hàng Nhị Thừa cũng thế, không ưa kinh Đại Niết Bàn cao trỗi nhất này. Như có những chúng sanh sẵn lòng ưa thích nghe và thọ trì kinh này, nghe rồi vui vẻ, chẳng sanh lòng phỉ báng, cũng như những người có phước kia được ăn toàn các loại gạo ngon. Thiện nam tử, ví như có một vị vua ở giữa vùng núi non hiểm trở, tuy vua ấy có các món mía đường, gạo ngon, đường phèn, nhưng cho là khó kiếm nên tham tiếc mà tích trữ, chẳng dám ăn vì sợ hết đi, chỉ ăn toàn món cháo kê mà thôi. Có một vị vua nước khác nghe được chuyện ấy, lấy làm thương xót và buồn cười, liền cho xe chở gạo ngon, mía đường đến biếu tặng. Vua kia nhận được rồi, liền phân phát rộng ra khắp nước để cùng ăn. Dân chúng ăn xong lấy làm vui sướng, nói rằng: nhờ có vị vua kia nên chúng ta mới được ăn những món ít có này. Thiện nam tử, bốn hạng người kia lại cũng như vậy. Họ là những tướng soái của đại pháp vô thượng này. Trong bốn hạng người ấy, như có một người nhìn thấy ở phương khác có vô số Bồ Tát dẫu tu học kinh điển Đại Thừa này, tự mình sao chép hay khiến người khác sao chép, vì lợi dưỡng hay vì danh dự, hoặc vì muốn hiểu rõ pháp, hoặc vì muốn làm người cho kẻ khác nương theo, hoặc vì muốn trao đổi rộng rãi với các kinh khác, nhưng lại chẳng đủ sức vì người khác mà giảng thuyết. Nhìn thấy như vậy rồi, vị ấy liền mang kinh điển Di Diệu này đến phương ấy mà tặng cho các Bồ Tát kia, khiến cho các vị ấy phát tâm Bồ Đề vô thượng, trụ yên nơi Bồ Đề. Các Bồ Tát ấy được kinh này rồi, liền vì người khác mà giảng rộng, khiến vô lượng chúng sanh được hưởng thọ vị pháp của Đại Thừa như thế này. Đó đều là nhờ sức của một vị Bồ Tát mà những ai chưa nghe kinh này thảy đều được nghe, cũng như nhờ sức của vị vua kia mà ai nấy đều được món ăn ít có. Lại nữa, thiện nam tử, kinh điển Đại Niết Bàn Vi Diệu này lưu hành ở xứ nào, nên biết rằng vùng đất đó hẳn là kim cang, người ở đó cũng như kim cang. Nếu ai có thể nghe được kinh này, liền không còn thối chuyển đối với quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Có cầu nguyện việc chi, ắt đều được thành tựu. Như hôm nay ta tuyên thuyết ra đây, tỳ kheo các ông nên khéo thọ trì. Nếu những chúng sanh nào chẳng thể nghe được kinh điển như thế này, nên biết là những người ấy rất đáng thương xót. Vì sao vậy? Vì những người ấy chẳng đủ sức thọ trì kinh điển Đại Thừa nghĩa lý rất sâu xa này. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai nhập Niết Bàn rồi, trong 40 năm kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này sẽ được lưu hành rộng rãi trong cõi Diêm Phù Đề, sau đó thì đành mai một. Nhưng rồi bao lâu sau nữa sẽ được xuất hiện trở lại? Phật dạy: Thiện nam tử, cho đến khi chánh pháp của ta còn ở cõi thế được 80 năm, thì trong 40 năm đầu, kinh này sẽ đổ cơn mưa pháp lớn ở cõi Diêm Phù Đề. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, vào lúc chánh pháp đã diệt, chánh giới bị tiêu hủy, phi pháp tăng trưởng, không có chúng sanh nào làm theo đúng pháp, liệu còn ai có thể nghe nhận, phụng trì, đọc tụng kinh này cho thông thuộc, cùng là cúng dường, cung kính, sao chép, giảng thuyết kinh này? Xin Như Lai thương xót chúng sanh,
phân biệt thuyết rộng khiến chư Bồ Tát nghe rồi thọ trì. Thọ trì rồi liền không còn thối chuyển đối với tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc ấy Phật khen Ca Diếp rằng: lành thay, thiện nam tử. Nay ông khéo có thể hỏi ta về nghĩa như vậy. Thiện nam tử, như có chúng sanh nào ở nơi chư Phật nhiều như số cát sông Hy Liên mà phát tâm Bồ Đề, thì mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà thọ trì kinh điển như thế này, chẳng sanh lòng phỉ báng. Thiện nam tử, như người có thể ở nơi chư Phật Thế Tôn nhiều như số cát một con sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề, rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà chẳng phỉ báng pháp này, lại ưa thích kinh điển này, nhưng không thể vì người khác mà phân biệt giảng rộng. Thiện nam tử, như có chúng sanh nào ở nơi chư Phật nhiều như số cát hai sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề, rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà chẳng phỉ báng pháp này, lại hiểu đúng và tin tưởng, ưa thích, thọ trì, đọc tụng, nhưng cũng không thể vì người khác mà phân biệt giảng rộng. Như có chúng sanh nào ở nơi chư Phật nhiều như số cát ba sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề, rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà chẳng phỉ báng pháp này, lại thọ trì, đọc tụng, sao chép kinh, tuy có thể vì người khác giảng thuyết nhưng chưa giảng được nghĩa sâu. Như có chúng sanh nào ở nơi chư Phật nhiều như số cát bốn sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề, rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà chẳng phỉ báng pháp này, lại thọ trì, đọc tụng, sao chép kinh, vì người khác mà giảng rộng được một phần trong 16 phần nghĩa lý của kinh này. Tuy là giảng thuyết nhưng cũng chưa được đầy đủ. Như có chúng sanh nào ở nơi chư Phật nhiều như số cát năm sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề, rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà chẳng phỉ báng pháp này, lại thọ trì, đọc tụng, sao chép kinh, vì người khác mà giảng rộng được 8 phần trong 16 phần nghĩa lý của kinh này. Như có chúng sanh nào ở nơi chư Phật nhiều như số cát 6 sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề, rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà chẳng phỉ báng pháp này, lại thọ trì, đọc tụng, sao chép kinh, vì người khác mà giảng rộng được 12 phần trong 16 phần nghĩa lý của kinh này. Như có chúng sanh nào ở nơi chư Phật nhiều như số cát bảy sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề, rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà chẳng phỉ báng pháp này, lại thọ trì, đọc tụng, sao chép kinh, vì người khác mà giảng rộng được 14 phần trong 16 phần nghĩa lý của kinh này. Như có chúng sanh nào ở nơi chư Phật nhiều như số cát tám sông Hằng mà phát tâm Bồ Đề, rồi mới có thể ở vào đời xấu ác ấy mà chẳng phỉ báng pháp này, lại thọ trì, đọc tụng, sao chép kinh, khuyến khích và làm cho người khác sao chép, tự mình có thể nghe và thọ nhận, lại khuyến khích và làm cho người khác nghe và thọ nhận, đọc tụng thông thuộc, kiên trì ủng hộ, vì lòng thương xót chúng sanh trong thế gian mà cúng dường kinh này, lại khuyến khích và làm cho người khác cúng dường. Đối với các việc như cung kính, tôn trọng, đọc tụng, lễ bái kinh này lại cũng thực hiện đầy đủ như vậy. Người ấy có thể giảng trọn ý nghĩa kinh này như là: Như Lai là thường trụ, chẳng biến đổi, rốt ráo yên vui. Giảng rộng nghĩa tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, hiểu rõ được chỗ pháp tạng của Như Lai. Người ấy đã cúng dường chư Phật như vậy rồi, kiến lập chánh pháp vô thượng như thế này và thọ trì, ủng hộ. Như có người vừa mới phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên biết rằng trong đời vị lai, người ấy sẽ có khả năng kiến lập được chánh pháp như thế này và thọ trì, ủng hộ. Cho nên hiện nay các ông có thể biết được những người hộ pháp trong đời vị lai. Vì sao vậy? Vì người vừa mới phát tâm ấy trong đời vị lai sẽ đủ sức hộ trì chánh pháp vô thượng. Thiện nam tử, có những tỳ kheo xấu nghe ta vào niết bàn, họ chẳng sanh lo buồn, nói rằng: Hôm nay Như Lai nhập niết bàn, thật vui thích biết bao.
Như Lai ở đời này luôn ngăn trở sự lợi dưỡng của chúng ta. Nay Như Lai đã nhập Niết Bàn, còn ai ngăn trở làm mất sự lợi dưỡng của chúng ta nữa? Nếu chẳng có ai ngăn trở, thì chúng ta lại sẽ được sự lợi dưỡng như cũ. Như Lai ở đời này đưa ra những giới cấm rất nghiêm khắc. Nay Như Lai nhập Niết Bàn, chúng ta sẽ buông bỏ hết. Áo cà sa vốn là pháp thức chúng ta đã thọ lãnh. Từ nay chúng ta sẽ bỏ đi như tháo bỏ lá phướng trên ngọn cây. Những kẻ như vậy sẽ phỉ báng chống lại kinh Đại Thừa này. Thiện nam tử, nay ông nên ghi nhớ lấy điều này. Chỉ có chúng sanh nào thành tựu đầy đủ vô lượng công đức mới có thể tin được kinh điển Đại Thừa này, tin rồi thọ trì. Ngoài ra, trong các chúng sanh khác còn có những người ưa thích pháp. Nếu có thể rộng vì những người ấy mà giảng thuyết kinh này, họ được nghe rồi, thì những ác nghiệp đã tạo ra trong vô lượng vô số kiếp đã qua, thảy đều tiêu diệt. Những ai chẳng tin kinh điển này, ở đời hiện tại sẽ chịu vô số bệnh khổ não hại. Nhiều người trong số ấy thường bị người mắng nhiếc, làm nhục. Sau khi qua đời sẽ bị người ta khinh chê, lại sanh làm người mặt mũi hình tướng xấu xí. Việc mưu sanh vất vả khó khăn, thường không được đầy đủ. Tuy có kiếm được đôi chút, cũng chỉ là những món thô xấu, tồi tệ. Rồi đời này qua đời khác, họ luôn sanh ra trong những cảnh bần cùng, hạ tiện, sanh vào những nhà tà kiến phỉ báng chánh pháp. Cho đến lúc lâm chung hoặc gặp buổi loạn lạc đao binh, vua chúa bạo ngược, hoặc là bị việc xâm hại bức bách bởi những kẻ oán thù hiềm khích, dẫu họ có bạn lành nhưng phải xa cách chẳng được gặp gỡ. Những thứ cần dùng trong cuộc sống, mong cầu đều chẳng được. Dẫu có được đôi chút lợi lạc nhưng thường phải đói khát. Chỉ những kẻ tầm thường, hạ tiện mới giao du với họ. Hàn quốc vương, đại thần đều khinh rẻ, không biết đến tên tuổi họ. Như họ có nói ra điều chi rất hợp lý, cũng chẳng ai tin nhận. Người như vậy không thể sanh về những nơi tốt đẹp, cũng như con chim bị chặt cánh không thể bay đi. Người này cũng thế, trong đời vị lai không thể được sanh về những nơi tốt đẹp trong cõi trời người. Nếu ai có thể tin vào kinh điển Đại Thừa này, tuy đáng phải thọ hình tướng thô xấu, nhưng nhờ công đức của kinh nên sẽ được hình dung đoan chánh, oai nghiêm, sức mạnh ngày càng tăng. Người ta và chư thiên đều muốn được gặp gỡ, cung kính, yêu mến, chẳng muốn rời xa người ấy. Các bậc quốc vương, đại thần cùng với thân thuộc của họ, nếu nghe người ấy nói ra điều gì đều kính trọng tin theo. Trong hàng đệ tử thanh văn của ta, như ai muốn làm nên việc ít có hơn hết thì nên vì thế gian mà giảng rộng kinh điển Đại Thừa như thế này. Thiện nam tử, ví như sương mù, dù muốn tồn tại cũng chẳng qua khỏi lúc mặt trời mọc. Khi mặt trời đã hiện ra liền tan biến chẳng còn gì. Thiện nam tử, nghiệp ác của chúng sanh lại cũng như vậy. Tồn tại ở đời cũng chẳng qua khỏi lúc chúng sanh được thấy mặt trời Đại Niết Bàn. Khi mặt trời Đại Niết Bàn xuất hiện liền có thể tiêu trừ hết thảy các nghiệp ác. Lại nữa, thiện nam tử, ví như con người cạo tóc xuất gia, tuy mặc áo cà sa nhưng chưa được thọ mười giới sa di. Nếu có người trưởng giả đến thỉnh chúng tăng, thì người chưa thọ giới ấy cũng được thỉnh cùng với đại chúng. Tuy chưa thọ giới cũng đã được dự vào hàng tăng chúng. Thiện nam tử, nếu có những chúng sanh phát tâm bắt đầu tu học kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn, sao chép và thọ trì, đọc tụng kinh thì cũng được giống như vậy. Tuy chưa được đầy đủ các địa vị trong thập địa, nhưng cũng đã dự vào trong số Bồ Tát thập trụ. Như có những chúng sanh là đệ tử Phật, hoặc chẳng phải đệ tử Phật, hoặc vì tham lam, hoặc vì sợ sệt, hoặc vì lợi dưỡng mà nghe và thọ trì kinh này. Nghe rồi không chê bai, thậm chí chỉ là một bài kệ trong kinh. Nên biết rằng những người ấy đã được đến gần quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, vì nhân duyên ấy ta dạy rằng có bốn hạng người là chỗ nương theo của thế gian. Thiện nam tử,
không có lý nào mà bốn hạng người ấy đối với những điều Phật đã thuyết lại nói rằng không phải Phật thuyết. Vì vậy mà ta nói rằng bốn hạng người ấy là chỗ nương theo của thế gian. Thiện nam tử, các ông nên cúng dường bốn hạng người ấy.